Hai cho cả nhà mình nha. Thì đầu video cả nhà thấy ha, mình có gắn cái tiêu đề như vậy. Thì sợ mà nói á, chủ yếu á là anh em cảnh tỉnh giúp mình. Thì cái tiêu đề đó mình nghĩ là chắc chắn chút xíu nữa là từ bây giờ đến ngày mai hay là sáng mai hay là tầm khoảng 15 phút nửa tiếng khi mà mình đăng video, chắc chắn anh em sẽ gọi mình rất là nhiều đúng không? Nhưng mà anh em chịu khó, anh em xem kỹ giúp mình ha. Không có cái gì gọi là nó ngon, thơm, bổ, rẻ mà nó nằm ở trên đó đâu. Đây là lời cảnh tỉnh cho những anh em mà ham rẻ mà thấy ok gọi chốt liền với người ta. Con chim như vậy nó không có giá trị gì mà nó nó như vậy đâu cả nhà. Nói chung là nếu mà đối với con chim mà cánh kiểu đó mà làm gà hú cho bò nữa thì không bao giờ có cái giá đó. Cho nên em nhớ ha, chứ không phải là người ta ăn cắp video rồi xong người ta đăng, người ta đăng lên, người ta làm đủ kiểu, thậm chí người ta còn đăng lên trên TikTok nữa. Chứ lại hiện tại bây giờ đang có cái vấn đề như thế này nè, anh em không biết như thế nào không? Người ta làm cái mini game mà anh em kêu mình cũng tham gia này kia nọ, thật sự nói cái đó không phải là mini game đó nha. Bỏ tiền ra rồi tham gia mua một vé 500-600 nghìn để mua. Thì cái hình thức này là người ta chơi rất là nhiều và ở bên Trung Quốc người ta đã làm rồi cả nhà. Mình chủ yếu là mình thấy là anh em chơi học dựa theo lại cái đó thôi. Với lại thậm chí anh em xem trên TikTok người ta bây giờ người ta cũng chơi cái trò gọi là cái gì rửa đá cả nhà. Đóng vô khoảng có mấy chục ngàn thôi. À, mấy chục ngàn để rửa xong cái hồi nữa tăng giá trị lên khoảng 200-300 ngàn, 500-600 ngàn, thậm chí là mấy triệu luôn đó. Giờ hình thức chơi game chơi cũng vậy, anh em bỏ ví dụ con chim đó tầm vọng khoảng cho giá trị thật của con chim nó 5 triệu đi đó, mình ví dụ ha, cho 5 triệu rồi sau đó là người ta bán một vé 500 ngàn. Và cái hình thức chơi á, anh em nghĩ có trúng nổi không? Chứ theo mình thấy là xác suất trúng rất là khó thôi nha. Còn ví dụ mà chơi mini game mà chơi mà trúng đá, mình thấy là xác suất là 1 trên 1000 tỷ 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 luôn á, chứ cũng chưa chắc là trúng được. Tại vì họ rửa xong mình thấy coi video họ rửa rồi đá này kia nọ, rồi nói chung là mỗi người mỗi kiểu thôi nha. Anh em thích chơi anh em chơi thôi, chứ còn bữa giờ mình thấy có ai trúng được cái mini game đó không? Mình nghĩ chắc không đâu. Chẳng qua là người ta lựa chọn cho ai anh em người nhà họ trúng thôi, chứ làm gì cái tới lượt anh em đúng không? Ok, thì giờ thì mình cũng chia sẻ anh em như vậy đâu lời cho anh em chơi vui thôi. Giờ thì mình sẽ đặt cái máy quay, mình quay cái con khú da bò này của mình cho cả nhà xem. Thì hiện tại thì nó đang chuẩn bị rất lông cả nhà. Con này thì hồi xưa là mình bắt về và sau đó mình cũng chia lại cho khách và họ ghép ok, và cũng có chim con của nó hiện tại mình cũng đang giữ. Nó là cái con mà nó múa ôm cống cả nhà, nó chim con ôm cống. Thì con này mình đảm bảo với anh em á, nó là ăn cái chỗ á, lưng da bò, ngực thì xám, bụng thì loang à, và má nó thì nó vừa trắng mà vừa đen lem lem muối tiêu à, con chim này rất là lạ. Anh em nào thích thì có thể là mình không biết, là mình nghĩ mình cho cái giá tầm khoảng cỡ 7 triệu thôi anh em nào bắt không. Nói chung là giá 7 triệu là vẫn rẻ hơn hồi xưa mình mua. Hồi lúc mình bắt nó về giá nó hơn cái đó rồi nè. Và đặc biệt con này thì mình đảm bảo với anh em, nếu mà anh em ghép á, hiện tại bây giờ anh em vẫn có thể ghép được ha. À, nó đạp máy thì bao đạp nè, bao nuôi con nè, nó không phá, không bất cứ gì hết, làm tổ cực kỳ đẹp luôn. Đó, à, mình đảm bảo với anh em là như vậy. À, một phần nữa là con này là nó múa cánh rất là ok ha. Anh em mà muốn ghép mà có chim con đẹp thì bắt buộc anh em phải có con máy hay. À, cái nhà đại xíu nha. Mình có điện thoại cả nhà. Nói chung mà chắc mình sẽ đồng mới quay cho cả nhà xem. Con này nó khá là lạ, và hồi xưa thì mình thấy nó lạ nên mình mới mua cả nhà. Mua xong giờ mình chán, mình thanh lý xong thì cuối cùng mình đem mình chia cho khách luôn. Sau đó khách về ghép cũng ok, ra con rồi kia mình cũng chia cho anh em rất là nhiều. Và sau đó thì con máy chết rồi mình đổi lại một cặp hú cho bò Minh Đạm. Hiện tại cặp hú cho bò Minh Đạm này cũng đã đẻ rồi. Thì cặp này hồi trước á mình có chia cho cả nhà mà cả nhà không ai dám bắt hết á. Nhà nói dễ gì mà nó đẻ hay là kia nọ, nhưng mà sợ mà về nhà người ta đã đẻ rồi. Và chắc thứ bảy hay chủ nhật này mình sẽ xuống ổ hai con đó. Thì nó có hai con luôn cả nhà. Thì để xem nó như thế nào thì mình bắt xuống, thì anh em ưng thì bắt thôi ha. Thì nói chung là bò Minh Đạm giá cũng khá là rẻ ha. Thì chứ nó không có cao như hú cho bò đỏ được, cho nên là anh em ưng thì cứ lụm thôi. À, giờ thì mình sẽ đi đặt máy quay cho cả nhà xem với con bò đó ha. Mình không biết kêu nó là con bò hay gì, nói chung nó là con khú nha cả nhà. À, ok, giờ sẽ đặt máy quay nha. Bé này là mình bao với anh em là nó có múa cánh đều hoàn nha cả nhà.
với lại hiện tại bây giờ nó cũng đang chuẩn bị rất lâu rồi. Với lại một phần nữa là mình sẽ đảm bảo với anh em là nó sẽ đạp máy ok và nuôi con rất là ok luôn nha, chứ không phải là chim mà phới nha cả nhà. Thì cái này nó cũng rất là chim con rồi, chim con nó là cái con mà hồi bữa mình có quay cho nhà xem là cái con nó ra ôm cống luôn á. Cho nên là gốc ghét của nó thì mình đảm bảo với anh em từ đầu tới đích. Anh em khỏi lo, nếu anh em muốn bắt thì cứ tới nhà coi bắt ha. Chim hiện tại bây giờ nó rớt mới 1-2 cọng mà nếu mà có chim mái về anh em ghép vẫn ok nha.